thấy cờ trắng này, vải trắng này, dù trắng này, cứ dần 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 ngày càng nhiều lên. Thế chúng tôi sướng lắm. Thế sau đó rồi biết là địch đầu hàng rồi. Cứ quân ta thì hiên ngang là đeo súng và trông rất là rõ. Thế và địch ấy, vứt từng đống súng một đầu hàng. Chúng tôi vô cùng phấn khởi và ôm nhau nhảy múa. Và chúng ta không phải nằm hầm nữa rồi. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Gasperi. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Chiến công vĩ đại này đã đi vào lịch sử dân tộc cũng như thế giới khi lần đầu tiên một quốc gia nhỏ bé đánh thắng quân đội hùng mạnh được trang bị các loại vũ khí tối tân hiện đại. 70 năm trôi qua, âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, viết tiếp bản hùng ca ngày mới ở vùng phên sậu cực Tây của Tổ quốc. Khi được tin chủ lực của ta tiến công lên Tây Bắc, Nava bất chấp sự không đồng tình của viên chỉ huy trưởng Bắc Bộ, lập tức ra lệnh cho Cô Nhi mở cuộc hành binh chiếm đóng Điện Biên Phủ vào trước ngày 1 tháng 12 năm 1953. Ngày 20, 21 và 22 tháng 11 năm 1953, 6 tiểu đoàn Âu Phi tinh nhuệ gồm 4.500 tên nhảy dù xuống Mường Thanh, đánh chiếm Điện Biên Phủ. Ngoài mục đích lập một căn cứ ngăn chặn quân ta tiến sang Thượng Lào, Cô Nhi còn xác định xây dựng Điện Biên Phủ thành một bàn đạp để liên lạc với Lai Châu, đánh rộng ra Tuần Giáo và có thể ra cả Sơn La, Nà Sản. Ngày 25 tháng 11, theo lệnh của Nava, Grevecker, chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Lào, sử dụng 6 tiểu đoàn mở cuộc hành binh từ Luông Pha Băng lên khu giải phóng Lào ở lưu vực sông Nậm Hu để nối liền Điện Biên Phủ. Ở Trung Lào, để thực hiện ý định ngăn chặn quân ta vượt tuyến cánh đồng Chum Đồng Hới đầu tháng 12 năm 1953, Nava điều binh đoàn cơ động số 2, một binh đoàn tiền chiến và 3 tiểu đoàn độc lập từ Bắc Bộ sang đứng chân ở ngay tuyến biên giới Việt-Lào. Ngày 3 tháng 12 năm 1953, sau khi cân nhắc kỹ vị trí chiến lược Điện Biên Phủ, Nava quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với quân đội Việt Nam và bắt tay vào xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố với hệ thống binh lực hoàn lực mạnh, hệ thống công sự chiến hào vững chắc, hàng rào dây thép gai và bãi mìn dày đặc dưới sự dẫn dắt của chỉ huy đại tá De Gasperi. Để xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực dân Pháp tăng cường lực lượng tinh nhuệ trong quân đội viễn chinh gồm 17 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, chưa kể các đơn vị công binh, cơ giới không quân, vận tải với tổng quân số 16.200 quân. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được bố trí thành 3 phân khu Bắc, Trung, Nam với 49 cứ điểm, huy động toàn bộ lính dù và 40% lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất của Pháp ở Đông Dương. Hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng 200 đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 đến 150 quân, đảm bảo nguồn tiếp viện trong quá trình tác chiến. Với quân số đông, hoàn lực mạnh, hệ thống công sự vật cản được xây dựng vững chắc, hoàn chỉnh và tận dụng lợi thế của địa hình, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là hệ thống phòng ngự mạnh nhất của Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ. Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp coi Điện Biên Phủ là một pháo đài không thể công phá, là nơi thu hút để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta và là quyết chiến điểm của kế hoạch Nava. Về phía ta, sau khi phân tích tình hình địch một cách khách quan, khoa học, toàn diện, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và nhận định
Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng bị cô lập. Mọi tiếp tế đều dựa vào đường không. Đối với quân đội nhân dân Việt Nam, Điện Biên Phủ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên địa bàn sừng núi hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn, thời gian chuẩn bị cho chiến dịch gấp và là trận chiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quân sự, chính trị và ngoại giao. Quân Pháp lúc bây giờ hơn hẳn, ưu thế hơn hẳn về mặt không quân, trang bị tiếp tế, vũ khí, trang bị mọi thứ hơn hẳn. Thì muốn thu hút Việt Minh lên đấy, cái cơ hội để mà gom hết chủ lực Việt Minh thu hút lên đấy để mà tiêu diệt ngay trên đồng chảo Điện Biên. Ngược lại thì chúng ta thực hiện cái đề án chiến lược cũng rất muốn là một mặt là phân tán lực lượng địch, nhưng mặt khác là muốn thu hút quân Pháp vào một cái địa bàn mà phù hợp với cách đánh của ta. Nó phù hợp với cái cách đánh của ta lúc bây giờ, với trình độ tác chiến của bộ đội, phù hợp với điều kiện của ta. Thì ta cũng rất muốn để có một cái như kiểu là cái bẫy dương ra để nó vô đấy để mà diệt. Thế thì rõ ràng cả hai tính toán của hai cơ quan tổng hành dinh nó đều gặp nhau một điểm, tức là đều chọn Điện Biên Phủ làm quyết chiến điểm. Với ý nghĩa đó, Bộ Chính trị và Tổng quân ủy Trung ương đã quyết định tập trung đại bộ phận, chủ lực tinh nhuệ khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch. Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm bí thư Đảng ủy kiêm chỉ huy trưởng mặt trận. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cả nước tập trung dồn sức người sức của, bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên, bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch. Trong trận quyết chiến chiến lược này, chúng ta đã tập trung lực lượng bộ đội chủ lực tham gia, gồm 3 đại đoàn bộ binh 308, đại đoàn 312, đại đoàn 316 và 1 đại đoàn công pháo 351. Trong đó có cả 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 và 3 tiểu đoàn pháo cao xạ 37. Lực lượng phục vụ chiến dịch rất lớn, gồm 6.280 ô tô vận tải, 21.000 xe đạp thồ, 261.000 dân công. Trong khí thế sôi sục và hưởng ứng lời kêu gọi tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, nhân dân cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ. Bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng xẻ núi, mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Khi đó tất cả chúng tôi tuổi đôi mươi, hăng hải lên đường theo lệnh, theo lời kêu gọi của Bác Hồ. Từ các tỉnh của miền Bắc chúng ta, Thái Nguyên, Tuyên Quang, rồi là Mộc Châu, Điện Biên, Sơn La, là tuổi trẻ không bất kỳ nam hay nữ đều ra để phục vụ tiền tuyến. Tất cả cho chiến trường, tất cả vì Điện Biên Phủ, tất cả cho chiến thắng. Cho nên không ai ngần ngại một điều gì. Cùng với bộ đội chủ lực, hàng vạn người con của dân tộc từ khắp các tỉnh thành đã hăng hái làm đơn tình nguyện xung phong tham gia lực lượng thanh niên xung phong lên đường làm nhiệm vụ, làm đường, phá bom mìn, giữ vững mạch máu giao thông ra mặt trận. Ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, lực lượng thanh niên xung phong đã xẻ núi, bạt đồi, đào hầm, san lấp hố bom, làm đường cho xe qua, rà phá bom mìn và các vật cản đường hành quân, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược và cứu thương. Với quyết tâm bất diệt, sau hơn 3 tháng, từ tháng 12 1953 đến đầu tháng 3 1954, ta đã hoàn thành việc tu sửa và mở các đường số 41, đường số 13, đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên Phủ, là những trục đường chính của tuyến vận tải cơ giới với tổng chiều dài khoảng 300 km lên chiến trường Điện Biên Phủ. Nhà nước kêu gọi là mình đi luôn. Lúc bây giờ là thanh niên hăng hái lắm. Mình đi từ xã lên huyện, rồi lên huyện là tập trung là đi. Đi lên Điện Biên. Bắt đầu lên Mộc Châu là mình vác đạn. Vác đạn chuyển sang cho bộ đội. Rồi thiếu đạn mình vác đạn. Thiếu gạo mình chuyển gạo. Mình đi là hôm nào mà có sương mù ấy thì đi bận ngày, hôm nào không có sương mù thì đi bận đêm, bận ngày học tập. Lúc bây giờ là cố gắng lắm, với tinh thần này, quyết tử cho cái tổ quốc quyết sinh này. Vô cùng gian khổ rồi.
hành quân là phải hành quân đêm, mà đi đường rừng, rừng thì cây cối tùm, đấy, chứ không phải là như bây giờ, đấy, khó khăn khổ lắm. Thì có hôm là hành quân đi ấy, thì chưa được ăn cơm đâu, vì nếu mà máy bay Pháp nó phát hiện, tức là mình có lửa và khói lên là bắt đầu nó đến, nó dội bom, nó bắn phá. Cho nên chỉ có là phát cho hai thanh đường của Nghệ An ấy, tức là để ăn, để hành quân đi được. Đấy, tinh thần lúc bây gian khổ lắm. Sau khi nghiên cứu tình hình trận địa và tương quan lực lượng của ta và địch, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định chuyển từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang phương châm đánh chắc, tiến chắc, dùng cách đánh vây hãm, tiến công, đột phá lần lượt để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn. Sự yên tĩnh ở lòng chảo Điện Biên Phủ đã bị xé toang bởi loạt đạn pháo tiến công của Việt Minh vào cứ điểm Him Lam. Giữa lúc quân đội xuất phát thì có tiếng đàn, tiếng hát của đội Vân Công ở góc Tiến Hào vang lên là Trang Nam Nhi quyết chiến ra trường, sống ta coi thường. Quân ta vừa reo, vừa chạy ra chiến trường, vừa hát theo bộ đội. Không khí thật oai hùng, và lần duy nhất trong quân đội chúng ta có một trận chiến đấu giữa tiếng pháo, tiếng quân reo và tiếng đàn đát. Thật là hùng vĩ. Nếu ngày xưa đời nhà Trần trước khi xuất binh thì những quân nhà Trần viết chữ sát sát vào vai, thì thời đại Hồ Chí Minh, quân ta viết chữ quyết chiến, quyết thắng lên báng súng và lên bánh mũ để thể hiện là quyết chiến và quyết thắng. 17 giờ 5 phút, pháo binh ta tập trung hỏa lực giáng đòn cấp tập vào tập đoàn cứ điểm Him Lam. Trận đánh cứ điểm Him Lam kéo dài đến 23 giờ 30 phút đêm ngày 13 tháng 3 năm 1954 thì kết thúc. Trung tâm đề kháng Him Lam hoàn toàn tê liệt, hơn 300 tên địch bị tiêu diệt, khoảng 200 tên bị bắt sống. Tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn Lê Dương số 13 bị xóa sổ hoàn toàn. Sau 5 ngày chiến đấu liên tục, quân ta đã làm chủ các cứ điểm Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo, mở toang cánh cửa phía Bắc và Đông Bắc, uy hiếp sân bay Mường Thanh, giáng một đòn choáng váng và tinh thần binh lính Pháp. Thắng lợi của trận mở đầu đã có tác dụng khích lệ tinh thần, xây dựng niềm tin chiến thắng cho bộ đội, uy hiếp tinh thần, làm địch hoang mang, tạo thế lực, thời cơ có lợi để tiến công mục tiêu chủ yếu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sự có mặt của lựu pháo 105 ly và các loại pháo hạng nặng tham gia chiến đấu là một kỳ tích của quân đội Việt Nam, khiến kẻ thù khiếp sợ. Chỉ bằng sức người, bộ đội ta đã đưa được những khẩu pháo nặng hơn 2 tấn vượt qua đường mòn, dốc núi hiểm trở lên những điểm cao vào tiếp cận trận địa. Sự có mặt của lựu pháo 105 ly và việc tổ chức đánh hiệp đồng lần đầu tiên giữa hai binh chủng bộ binh và pháo binh đã giúp quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn mở cửa, chế áp quân Pháp và tiêu diệt những mục tiêu quan trọng, tạo đà cho thắng lợi vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Trong ngôi nhà ở phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, nguyên trợ lý tham mưu tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại đoàn 351, vẫn nguyên ký ức những ngày quân đội ta bí mật đưa các loại pháo hạng nặng vào chiến trường. Từ Tuyên Quang mà về đến đây đã 17 ngày đêm. Thế mà trong 17 ngày đêm thì trong cái trường, trong cái tình huống là này, suốt ngày đêm là có máy bay của địch dò xét, bắn phá cầu đường. Mà chúng tôi vượt được tất cả những cái đoạn đường dài như thế, vượt qua cả những cái cầu cống và những bến phà mà địch bắn phá dữ dội. Như vậy chúng tôi không sợ mà chúng tôi vẫn làm được, mà lên đến là Nhạn thì
chúng tôi được an toàn cả người và cả xe pháo. Sau chiến thắng mở màn giòn giã ở cứ điểm Him Lam, cứ điểm độc lập Bản Kéo, phòng tuyến phía ngoài về phía Đông Bắc và phía Bắc đồng loạt bị phá vỡ. Tiếp diễn thắng lợi, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng De Castori cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến dịch toàn thắng. Trải qua 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường và anh dũng, bắt sống và loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, thu toàn bộ vũ khí, trang bị quân sự, bắn rơi nhiều máy bay, xóa sổ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương của quân đội Pháp. Và chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử như bản hùng ca bất diệt của mọi thời đại, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, cam kết chấm dứt chiến tranh, tôn trọng độc lập chủ quyền của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng đó được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Sự sống hồi sinh ngay ở nơi kết thúc cuộc chiến, để rồi 70 năm sau, những nhân chứng lịch sử bước ra từ cuộc chiến nay được trở về thăm chiến trường xưa, thăm đồng đội. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 hôm nay, hàng trăm chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ không khỏi nghẹn ngào, xúc động. Ở độ tuổi trên 90, những bước chân đã chậm dần, mắt mờ, tay run lần tìm tên của đồng đội khắc trên bảng ghi danh. Mắt rưng rưng rồi cảm xúc như vỡ òa khi từ khắp mọi miền đất nước họ trở về đây gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Sau 70 năm trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, cái điều tôi cảm động nhất là tôi đến thắp nén tâm nhang lên các đồng đội, đồng chí và kể cả đồng hương của tôi yên nghỉ tại Nghĩa trang. Lòng tôi quá xúc động, bồi hồi và thực ra là rưng rưng nước mắt. Vì nhớ khi anh em cùng nhau ngủ một hầm, ăn một nắm cơm, chia nhau một chiến quà gì đấy. Mà bây giờ thì kẻ mất người còn, rất bồi hồi xúc động. Chúng tôi trở lại Điện Biên lần này 70 năm sau chiến tranh, chúng tôi nhớ đồng đội. Phát biểu tại buổi gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, của lương tri và phẩm giá con người được thể hiện bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ trên mặt trận chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Đó là chiến thắng của chính nghĩa, của dân tộc Việt Nam anh hùng, của sự đoàn kết quân với dân một ý chí, của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, quyết chiến, khát khao chiến thắng của toàn quân, toàn dân ta, vì
không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đó là chiến thắng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót, vân vân. Cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên phát huy kế thừa, tinh thần và chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng phát triển tỉnh Điện Biên nhanh và bền vững, giữ vững biên cương vùng Tây Bắc của Tổ quốc, không ngừng nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất cho đồng bào các dân tộc của tỉnh Điện Biên. 70 năm qua, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ cùng bài học sức mạnh đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên giá trị và là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc một lần nữa được phát huy để Điện Biên tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với những chiến lược phát triển đúng hướng, Điện Biên đã có bước phát triển đột phá với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2023 đạt trên 9,3%, trong đó năm 2023 đạt trên 7%, là năm thứ hai liên tiếp thuộc top đầu của 14 tỉnh trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. GDP bình quân đạt trên 43 triệu đồng trên người trên năm, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động du lịch phát triển nhanh, năm 2023 đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 xếp thứ 22 trên 63 tỉnh, thành phố. Khát vọng của tỉnh Điện Biên thì đã được thể hiện rất rõ trong quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát đó là khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Điện Biên, đưa tỉnh Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, trở thành một trung tâm dịch vụ y tế và du lịch của vùng, với sự phát triển của các ngành về nông lâm nghiệp, du lịch, kinh tế số và đảm bảo được quốc phòng và an ninh. 70 năm trôi qua, chiến trường khốc liệt ngày nào giờ đây là những bản làng trù phú, những công trình trọng điểm như cảng hàng không Điện Biên Phủ, trung tâm thương mại và những ngôi nhà cao tầng được xây dựng xóa đi tàn tích chiến tranh. Nhiều nhà đầu tư tập đoàn lớn như Sun Group, Vinh Group, Hải Phát, Flamingo, vân vân với nhiều dự án triển vọng có khả năng tạo động lực phát triển được gấp rút nghiên cứu, quy hoạch và triển khai nhằm đánh thức những tiềm năng lợi thế riêng có. Điện Biên đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động và phát triển nơi cực Tây Tổ quốc. Trong hành trình khám phá của mình, ông Benoit Nivot, du khách Pháp cùng gia đình đã lựa chọn Điện Biên Phủ là nơi dừng chân trong chuyến du lịch tìm về lịch sử của mình. Thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua các hiện vật trưng bày đã giúp cho gia đình ông hiểu thêm về cuộc chiến khốc liệt mà 70 năm về trước quân đội Pháp đã từng thực hiện tại chiến trường Điện Biên Phủ. To show us
Gia đình tôi là người Pháp và tôi muốn đến Điện Biên Phủ để có thể thấy điều đã xảy ra vào năm 1954 ở Điện Biên Phủ. Thông qua các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng, tôi cũng thấy được sự gian khổ, hy sinh, mất mát của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến để giành hòa bình. Bảo tàng đã tạo hiệu quả rất tốt để cho biết hết những điều xảy ra trong suốt cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp. Chúng tôi ở đây trong suốt 2 giờ đồng hồ để xem bức tranh panorama trận chiến Điện Biên Phủ. Chúng tôi thấy rõ được kế hoạch bắt đầu và kết thúc của cuộc chiến tranh. Phải nói rằng đây là một bảo tàng rất đẹp. Bước chân chậm chậm tiến về gần hơn tượng đài kéo pháo bằng tay tại xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư vẫn tự hào vì sự hy sinh của ông và đồng đội đã có cái kết đẹp ở nơi kết thúc chiến tranh. 70 năm qua, biết bao sự thăng trầm, bao vất vả. Lúc đó là một cái bãi chiến trường hoang sơ, hố bom, dây thép gai, rồi thì bãi mìn, không ai dám đi vào. Nhưng giờ đây, mở mang ra đường xá giao thông thuận lợi, nội thành, ngoại thành, và có cả sân bay. Qua 70 năm bây giờ, Điện Biên vẫn là một mốc son lịch sử. Thường nói rằng, coi như là lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cái điều đó không bao giờ mất đi mà vẫn tồn tại. Chiến tranh đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu chính nghĩa giành độc lập dân tộc vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại hay bất cứ dân tộc yêu chuộng hòa bình nào trên thế giới. Trong quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Điện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca ngày mới, vang vọng những thanh âm hào hùng, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình ở nơi điểm hẹn lịch sử.